Thưa quý vị và các bạn, trong thời gian qua, các cấp công đoàn trong các đơn vị doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh luôn chú trọng triển khai hiệu quả các hoạt động chăm lo đời sống cho người lao động. Đặc biệt, xác định người lao động là vốn quý của doanh nghiệp, đơn vị. Bởi vậy, các tổ chức luôn phối hợp chặt chẽ với công đoàn để quan tâm, chăm lo đời sống, góp phần giúp người lao động yên tâm lao động sản xuất, gắn bó với doanh nghiệp, đơn vị. Nhân ngày thành lập Công đoàn Việt Nam 28 tháng 7, hôm nay, nhóm phóng viên thời sự có ghi nhận sau, xin được chuyển đến quý vị và các bạn. 10 năm đi vào hoạt động, siêu thị Go Đà Lạt là doanh nghiệp chuyên cung cấp các mặt hàng nhu yếu phẩm thiết yếu. Song song với công tác chú trọng đến chất lượng sản phẩm cung cấp cho người tiêu dùng, thì duy trì việc làm ổn định, đảm bảo thu nhập và phúc lợi cho người lao động luôn được doanh nghiệp này đặc biệt chú trọng. Hiện siêu thị Go Đà Lạt có 195 nhân viên, người lao động với mức thu nhập bình quân 5 triệu đồng một người một tháng. Công ty của chúng tôi rất chú trọng đến vấn đề các phương án để giữ chân người lao động. Thứ nhất là đối với tất cả những nhân viên khi mới vào làm việc, kể cả nhân viên thực việc, thì đều được mua bảo hiểm, đóng bảo hiểm, các loại bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp. Đặc biệt hơn nữa thì là hàng năm chúng tôi đều có cái chế độ chính sách và xét thưởng và nâng lương. Ngoài ra thì chúng tôi còn kết hợp với ban chấp hành công đoàn cơ sở tổ chức chăm lo cho đoàn viên, công nhân viên lao động bằng cách là có những cái món quà cho những cái đợt lễ Tết, tổ chức các cái chương trình văn nghệ, thể dục thể thao, tổ chức tham quan cho các đoàn viên và nhân viên trong công ty mỗi năm. Và hơn nữa thì cái việc mà chăm lo đến cái đời sống của đoàn viên và sự an toàn của đoàn viên, nhân viên thì chúng tôi thường hàng năm có cái chương trình là khám sức khỏe và đào tạo vệ sinh an toàn thực phẩm và đảm bảo cái bảo hộ lao động cho những cái nhân viên ở trong cái môi trường làm việc nó mang cái tính chất là nguy cơ độc hại, thì đều có đảm bảo tất cả các cái trang thiết bị cho nhân viên. Tích cực chăm lo đời sống cho người lao động để phát triển doanh nghiệp là phương châm mà công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất Bezo Việt Nam chuyên cung cấp giống cây trồng đóng chân trên địa bàn huyện Lâm Hà chú trọng thực hiện. Bằng những việc làm cụ thể như mua các gói bảo hiểm y tế giá cao tự nguyện cho tất cả người lao động, hỗ trợ tiền ăn trưa cho người lao động, tặng học bổng bằng 100% học phí cho tất cả con người lao động, v.v. cùng nhiều hoạt động khác nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho người lao động. Với tính chất là một công ty nước ngoài, 100% vốn, thì chúng tôi là những người làm bên công tác công đoàn là cầu nối để nối giữa chủ doanh nghiệp với lại những người lao động về chính sách phúc lợi cũng như tất cả các chế độ. Lâm Đồng với gần 12.000 doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn tỉnh đã và đang là nơi tạo công ăn việc làm, nuôi sống cho hàng chục ngàn lao động địa phương. Để phát triển và tồn tại, các công đoàn cùng với các doanh nghiệp, đơn vị luôn coi người lao động là tài sản quý giá. Đó chính là tài sản để sản sinh ra lợi nhuận kinh tế cho doanh nghiệp. Qua đó sẽ đem lại những lợi ích thiết thực cho doanh nghiệp cũng như người lao động. Đồng thời, tạo động lực cho doanh nghiệp phát triển bền vững và xây dựng đội ngũ lao động vững mạnh, góp phần nâng cao sức cạnh tranh, uy tín, hình ảnh thương hiệu của doanh nghiệp trên thị trường. Tôi đã gắn bó với công ty được 25 năm rồi. Đặc thù công việc của chúng tôi là bất kể ngày nắng mưa gió gì cũng phải làm hết để cho hoàn thành đường phố nó được xanh sạch đẹp. Chúng tôi thì tâm niệm là doanh nghiệp đã tạo được công ăn việc làm cho chúng tôi thì chúng tôi sẽ làm việc hết mình vì doanh nghiệp. Trong thời gian làm việc và gắn bó nhất định với God Coffee, tôi đại diện cho các cá nhân khác trong công ty thể hiện tình cảm, thái độ trân trọng và sự biết ơn đối với lãnh đạo công ty và tập thể cán bộ công nhân viên khác trong công ty. Trong thời gian tới, quyết tâm sẽ gắn bó nhiều hơn đối với sự phát triển của doanh nghiệp. Để tạo sự gắn kết giữa người lao động và doanh nghiệp cùng phát triển, tổ chức công đoàn luôn phát huy vai trò là cầu nối quan trọng trong xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và phát triển. Các cấp công đoàn cùng doanh nghiệp phối hợp triển khai nhiều hoạt động chăm lo lợi ích, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho công nhân lao động, không ngừng cải thiện điều kiện làm việc, xây dựng môi trường làm việc an toàn, văn minh. Vừa qua thì là một số là doanh nghiệp do cái tình hình chung là trên thế giới đã có là sụt giảm đơn hàng hoặc bị cắt giảm đơn hàng, dẫn đến là một số là công nhân lao động là thiếu việc làm. Rồi là một số doanh nghiệp là cũng đang còn có tình trạng là nợ đồng bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội. Thì với cái trách nhiệm của tổ chức công đoàn
thì chúng tôi cũng đã là kiến nghị với cấp ủy đảng lãnh đạo, kiến nghị với chính quyền, chỉ đạo các cái cơ quan chức năng tiến hành các công tác về quản lý là nhằm là bảo vệ quyền lợi cho người lao động. Ví dụ như là về là việc thanh tra, kiểm tra là cái nợ đọng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trong các cái doanh nghiệp, hoặc là kiểm tra về là chấp hành cái an toàn lao động trong các cái doanh nghiệp. Đồng thời Liên đoàn Lao động tỉnh cũng đã là trích từ các cái nguồn là quỹ xã hội của tỉnh để hỗ trợ một số cái chương trình trọng tâm cho công nhân lao động gặp khó khăn, nhất là cái số công nhân mà bị là giảm giờ làm hoặc là cắt hợp đồng lao động. Bằng những việc làm cụ thể, các tổ chức công đoàn trong các đơn vị doanh nghiệp sẽ luôn nêu cao vai trò trách nhiệm, sát cánh trong công tác chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng, là điểm tựa vững chắc cho người lao động, giúp họ yên tâm gắn bó và phát huy được khả năng sáng tạo trong công việc để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.